Xin chào các bạn. Đúng rồi. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Hi, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Good. À, hôm nay hai vợ chồng Phụng sẽ ăn trái kiwi siêu nhỏ. Kiwi tí hon. Cho các bạn xem. Siêu nhỏ luôn, nhỏ xíu luôn. Nhưng mà vị rất là ngon nha. Để mình cho mọi người xem, mình lấy một trái nho để cho mọi người xem. Đây là trái nho bình thường nha, nho nhỏ xíu luôn. Đó, nho nhỏ xíu luôn. Còn đây là trái kiwi. Đây. Nó nhỏ như trái nho vậy đó. Thì cái trái kiwi này nè. Cái trái kiwi này nè, thì cái vỏ nó láng, nó không có sần sùi giống như là cái trái kiwi to, mà ở phía trong của nó đó thì nhìn giống như là trái kiwi kia. Cho mọi người xem. Bây giờ thì mình ăn thử nha. Kannst du essen? Oh, danke schön, dass ich essen darf. Cái vị của nó chua, chua chua ngọt ngọt. Ăn mà cái vị nó thanh lắm, ngon lắm. Mà mình có thể ăn giỏ được nữa. Còn cái trái kiwi kia thì là mình không có ăn giỏ được. Ngon lắm, ăn cái vị này ngon lắm. Mình thấy mọi người review cái trái kiwi này là 2 triệu một ký. Nhưng mà ở bên Đức, không biết ở bên Đức, ở mấy nước khác thì họ bán giá như thế nào thì cũng không biết. Nhưng mà ở bên Đức thì cũng rẻ ha, chứ nó không có mắc. Mình mua một hộp 125 gram á, là 2 euro. Thì tính ra 2 euro là cỡ tầm 50 nghìn. Thì là 1 ký của nó 125 gram thì 4 hộp. 4 hộp thì được nửa ký. Nửa... Ủa 125 1, 2 bao nhiêu quên rồi tính... 125 thì 2 hộp là 250. 2 hộp là 200, 2 hộp là 250. Ủa vậy là 4 hộp nửa ký, 4 hộp nửa ký thì là 50. 4 hộp 100, 200. Vậy là 200. 200.000 nửa ký. Vậy tính ra 400.000 con ký nha. Yo. Yo. Mời cả nhà. Yo. Kiwi siêu tí hon. Nhưng mà kiwi, cái loại kiwi tí hon này nè, thì là cái mùa này mới có, chứ mấy cái mùa kia thì không có. Nay là giữa tháng 10. Nhưng mà cái này không phải ở Đức, ở nước nào á, họ nhập tới. Ăn rất là ngon nha mọi người. Ăn ngon lắm. Cái vị nó ngọt ngọt, chua chua, mà nó không có chua nhiều. Nó ngọt thanh lắm. Mà cái vỏ nó mình ăn được luôn, chứ không phải giống như cái loại trái kiwi to. Trái kiwi to thì là có cái loại kiwi màu vàng á, thì là mình ăn nó ngọt hơn. Còn cái loại kiwi mà cái da nó sần sùi á, thì cái đó là mình ăn là nó hơi chua. Còn cái loại này ăn ngon lắm. Ich weiß nicht warum. Đẹp không? Nhìn cái trái kiwi này nhìn đẹp quá không? Nhỏ xíu à.
như trái nho hả, siêu tí hon luôn, kiwi siêu tí hon. Nhưng không phải như mọi người đồn là 2 triệu một ký, cỡ tầm 500 ngàn hả. Nhưng mà à, chắc mình nghĩ là hai chắc cũng cỡ tầm đó đó, 1 triệu đến 2 triệu một ký đó. Tại vì ở bên này đã là 500 một ký rồi, cỡ tầm 500 một ký thì gửi sang nước mình á, thì nó sẽ tính tiền vận chuyển rồi. David no à, không muốn ăn nữa. Mặt tôi nghe từng rồi hả? Trước khi ăn cái này là David có ăn cơm rồi. Mùa này là mùa nho nè, ở bên đây mùa này là mùa nho, nên là nho mùa này nhiều lắm. Nó xíu xíu luôn. What? No. Isn't that? Ich bin satt. Okay. Und müde irgendwie. Oh, so. Mit alle Leute tschüss sagen, oder wie? Okay. Dambik. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. David là buồn ngủ rồi nên là bây giờ muốn chào tạm biệt tất cả các bạn. Anh Khom. Xin chào. Tôi biết rồi đó. Ok, yes, sắp mời. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ah, nein. Mit Vietnamese. Ach so. Vietnamesisch. Dann biegt, richtig. Ja, dann biegt, ja. Hänger blei. Hänger blei war auch noch, stimmt, siehst du. Dann biegt, hänger blei. Dann biegt, hänger blei. Hänger blei, tất cả các bạn. Das weiß ich nicht, das hast du mir noch nicht gehört. Weiter, weiter. Dann biegt. Dann biegt. Hänger blei, tất cả các bạn. Dann biegt, hänger blei. So. Ja, weiter weiß ich nicht, gar nicht. Câu dài quá. Nóc mà. Tạm biệt. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Tất cả. Tất cả. Các bạn. Các bạn. Chết với sự next time.